chị vừa hoàn thành xong cái khóa học CEO của Học viện Pace. Chị cũng như là các anh chị em khác mong muốn là mình làm cái công việc cho nó tốt hơn, công ty ngày càng phát triển hơn, thì mình phải đi học để mà có kiến thức. Thành ra là phải sắp xếp thời gian để mà mình tham gia cái khóa học. Mình có quyết tâm học để làm nghề thì mình sẽ làm được thôi. 30 buổi thôi, 100 giờ học. Nhưng mà hầu hết các học viên nắm được những cái kiến thức cơ bản về cái tư tưởng chủ đạo, về năng lực quản trị, những kiến thức về pháp luật, về chuyển đổi số. Chị rất là tâm đắc ở cái nội dung này. Sau khi học cái khóa này thì cái thay đổi lớn nhất của chị là thay đổi về cái suy nghĩ bản thân. Chị tâm đắc với một câu nói của thầy trong lớp là học để có văn hóa và chuyên môn, để làm người và làm nghề.